Mời xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình rất hấp dẫn Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy sẵn sàng với những bữa ngon ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay là một ngày khá đặc biệt khi mà những nhân vật tham gia vào chương trình này, Hoàng Đạo Bơ chỉ biết được danh tính của fan hâm mộ đăng ký tham gia để gặp gỡ thần tượng của họ. Nhưng thần tượng nghệ sĩ là ai? Bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng nhau chào đón người ấy. Xin mời. Em là ai? Tại sao bước vô đây? Em đói bụng quá, em vô ăn ké, có ai nấu ăn cho em ăn không? Vô chương trình này Khẩu Vị Ngôi Sao là phải có mật khẩu thì mới được ăn. Phải có mật khẩu hả? Ừ. Mật khẩu làm sao? Hôm nay Khẩu Vị Ngôi Sao. Tự nhiên thấy bụng cồn cào, đói ghê. Ghê. Đồ ăn, thức uống thấy mê. MC sao lại thấy ghê quá trời. Nè, thấy ghê nào? Không, tại miễn dừng là em làm được hết á. Ê, mà cái nghe cái giọng xéo sắc hay đâm chọt là người tôi quen lắm. Không có xéo sắc ghê là nó thấy ghê chứ không ai nói thấy thương hết á. Nè, yêu tinh, hãy hiện nguyên hình. Bờ môi này, Minh Dự. Kính thưa quý vị, khách mời đặc biệt ngày hôm nay chính là diễn viên Minh Dự. Vỗ tay. Cảm ơn em đã đến đây với anh. Anh biết sao không? Lúc này chỗ mình ở nóng quá. Sao? Đi ra đường là phải chùm vậy che chắn cho bớt đen lại. Thôi, bữa nay ráng tỏa sáng nha. Rồi. Sẽ có những món ăn ngon chờ đón em. Bên cạnh đó là giúp cho Minh Dự cảm thấy dồi dào sức khỏe để lúc nào cũng căng tràn sự lạc quan của mình. Sẵn sàng với chiếc tủ lạnh của chúng tôi. Xin mời. Quý vị thân mến, và bây giờ hãy sẵn sàng để khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao của chính diễn viên Minh Dự cùng với cái tủ lạnh này. Trong đây chất chứa rất nhiều đồ ăn, trong đó sẽ có món bạn thích và có món bạn không thích. Nhưng mà để khám phá điều này, chúng ta tiết lộ với hai bạn fan hâm mộ để bạn ấy có cơ sở để chế biến đồ ăn hợp khẩu vị với Rồi. Minh Dự. Xin mời Gia Thành và Đăng Nguyên. Đó, fan hâm mộ của Dự đó. Chào hai bạn, đây là Đăng Nguyên, đây là Gia Thành. Xin mời hai bạn giới thiệu đôi nét về mình ạ. Em đây là Đăng Nguyên, năm nay em 21 tuổi và em đến từ Hà Nội ạ. Ôi, Hà Nội. Phải bắt đấy. Cảm ấm áp mà còn biết nấu ăn nữa, bắt nuôi liền. Bên đây giới thiệu coi. Dạ em tên là Gia Thành, em đến từ thành phố Cần Thơ. Trời ơi, miền Tây miệt vườn kìa. Một người là ấm áp ngôn tình kiểu Hà Nội, một người chất phát thiệt thà, có làm sao nói vậy miền Tây. Trời đất, nếu mà có vào Sài Gòn chơi mà chưa có chỗ ở thì cứ tới nhà Dự. Dự thì tập trung khá nhiều vào công việc, đâm ra là cái khoảng thời gian để nấu nướng và chăm bẩm cho bản thân mình á, ít thời gian lắm. Hễ mà cứ thấy ai mà biết nấu ăn là Dự mừng lắm. Em cũng biết nấu ăn, nấu nhiều món ăn gia đình, chứ không có sang trọng. Ví dụ như là không có phải là mì gói hay là rau luộc trong đầu tưởng tượng đó nghe. Người kia là bình thường. Đó, thịt ram nè, cá kho nè, canh chua nè, canh sườn hầm. Nói chung là nếu cho em một tuần 7 ngày thì em có thể nấu ra khoảng một ngày hai món khác nhau, luân phiên 7 ngày liên tục. Trời ơi, đảm đang gì luôn. Được hả? Luôn, nhưng mà em thích được người ta nấu ăn hơn. Nên bây giờ mình cảm giác được nha. Đó. Và bây giờ hai bạn hãy sẵn sàng để khám phá khẩu vị của Minh Dự. Đầu tiên sẽ là những hình ảnh sau đây trong tủ lạnh này. Xin mời. Đây, rất nhiều món ngon. Minh Dự à, trong đây có món bạn thích không? Chắc chắn có. Trong đây có món nào bạn ghét không? Có. Có luôn. Món bạn ghét nhiều hơn hay ít hơn? Ít lắm. Ít lắm hả? Món bạn ghét nó là động vật hay thực vật? Nó là một dạng thực vật. Thực vật à, là rau củ quả mà chưa biết là món nào. Được rồi, cảm ơn Minh Dự rất nhiều. Nào, hai bạn Nguyên và Thành hãy cố gắng nhớ toàn bộ món ăn này nha. Rồi, xin mời các bạn đóng tủ lại. Những món ăn này sẽ giúp cho các bạn giành lấy quyền ưu tiên để chọn lấy nguyên liệu chính. Bên cạnh đó thì không biết là các bạn có đoán xem là Minh Dự thức ăn hương vị nào. Thí dụ là ăn hương vị mặn, chua, ngọt, đắng, cay, bùi, béo. Nào các bạn đoán xem. Em thì em thấy là với cái chất giọng ngọt ngào và để chửi một cách êm đẹp. Như vậy thì em nghĩ là anh Dự chắc là sẽ rất là thích ăn những cái món đậm chất một miền Tây một chút xíu, có hương vị ngọt. Và người ta thường nói là miền Tây thì cái món gì cũng ngon. Thế nên là em nghĩ là anh sẽ thích. Chà, ghê. Là đoán em là thích ăn cái vị ngọt đậm đà kiểu miền Tây. Còn Thanh thì đoán sao nè? Em thì em nghĩ anh Dự rất là thích ăn trái cây. Rồi những cái món gì dân dã thuộc về miền Tây. Cũng có thể là anh Dự thích những cái món lạ. Nói chung là cái khẩu vị các bạn đoán thì cũng đúng. Em cũng thích ăn những món miền Tây. Miền Tây nè. Nhưng mà bật mí thêm chút xíu là em khi mà em đi Thái Lan á, cũng rất thích ăn những cái món mà cũng khẩu vị cay cay, chua chua một chút. Ví dụ như là lẩu Thái, tôm dùm mình đó.
thì bật mí tới đó thôi. À, vậy là có chút chua, chút cay, chút ngọt nữa. Chà, cái khẩu vị anh này khá đa dạng. Chờ đón xem. Cái gì đâu đa dạng? À, ngọt chua cay là ba cái chanh, rồi. Ớt, đường, bỏ cái ăn muỗng bỏ vô là để ra ăn món rồi. Vậy luôn, em dễ nuôi vậy luôn. Bây giờ xin mời các bạn đến vào khu vực gian bếp, mời Minh Dữ. Ngay sau đây sẽ là phần thử thách đầu tiên. Các bạn hãy cố gắng giành lấy quyền ưu tiên để lựa chọn ra món nguyên liệu chính. Và phần chơi của hai bạn Gia Thành và Đăng Nguyên, hãy cố gắng trong vòng 60 giây nhớ lại những gì mà Minh Dự đã kể. Chúng ta chọn những cái món ăn ở đằng sau lưng đây, đem về đây, mỗi lượt đi là một món mà thôi. 60 giây ai mang về nhiều món mà Minh Dự thích nhất, người đó có quyền chọn lựa món ăn nguyên liệu chính. Sẵn sàng chưa? Dự, đếm ngược đi em biết đếm không? Đếm ngược hả anh? Dạ dạ. 3. Hay quá. 2. Dạ giỏi. 1.5. Trời ơi trời. 1. Bắt đầu. Hết giờ. Hết giờ luôn. Trời ơi, thao gì quá trời. Em ăn hết không Dự? Sao mà rau không vậy ta? Rồi kiểm tra bên Gia Thành luôn nè. Gia Thành, bạn đã cố gắng rất là nhiều và mang về khá nhiều đồ ăn. 9 món, Dự thiệt. Trong 9 món này, Dự hợp khẩu vị và thích bao nhiêu món? Trong 9 món này thì 7 trên 9 món là em có thể ăn thường xuyên và ăn một cách thoải mái. Yeah, 7 trên 9 món mà thoải mái nữa. Thoải mái lắm luôn. Yeah. Món nào khiến cho em không thoải mái? Không thoải mái ví dụ như là mà mấy cái rau này em cũng không có thích lắm. Vậy hả, rau ôm không thích hả? Ăn phở cần phải rau ôm nó mới thơm. Đúng là em có thích nhưng mà bỏ vô cho có mùi thôi. Nhưng mà nếu mà không có cái này thì em cũng không sao hết. Sao hết, vẫn đảm bảo được độ ngon miệng của mình nên lượt nó qua. Đúng rồi. Vậy là hai món đó chính là cái rau ôm với lại ngò gai. Dạ. Ủa anh tưởng đâu không thoải mái là con nhộng chứ. Không, cái này lại là một cái món rất là kỷ niệm. Tại vì từ nhỏ tới lớn cái người mà có thể làm món này là chỉ có bà nội của em thôi. Là món cụ thể là món chế biến ra sao? Cái con này á, lúc đầu cũng hơi sợ nhưng mà khi về đi học về thì bà nội làm xong mở nắp ra thì nó được cháy tỏi với lại tách mỡ. Anh giờ thấy sợ chứ khi ăn vào ở bên trong rất là béo chứ không có gì hết. Đó. Em có biết làm món này không Thành? Em biết làm món này, thậm chí là em còn sơ chế thêm ví dụ như là rau muống với lại con nhộng này xào tỏi thì rất là ngon. Trời ơi, xuất sắc luôn. Không ngờ là bạn lựa chọn món này hóa ra lại hợp khẩu vị của Minh Dự. Chúc mừng bạn, 7 trên 9 món, một số rất là cao. Còn khu vực của bạn Đăng Nguyên thì như thế nào đây? Cũng thông thả, thư thái như một thư sinh. 1, 2, 3, 4, 5. Khỏi hỏi cũng biết bên kia thắng rồi đó. Nên Gia Thành, chúc mừng bạn, bạn có quyền lựa chọn nguyên liệu chính. Và đây chính là một nguyên liệu chính ngày hôm nay. Một bên là cánh gà, một bên là thịt heo rừng ngang. Khó kiếm lắm mà. Ủa hai món này nấu chung hả? Không, tách riêng ra. Nhưng mà bạn Gia Thành là người đã chiến thắng qua thử thách vừa rồi nên có quyền lựa chọn một trong hai món này. Rồi Gia Thành, bạn lựa chọn món nào? Em chọn thịt heo. Thịt heo rừng? Dạ. Chà, thịt heo rừng. Hợp gu lạ nghe. Dự tuổi con heo luôn đó. Nào, mình trao phần heo rừng này cho bạn Gia Thành. Đây, trả lại cho anh miếng trời heo ơi, ngày nào gì đó. Rồi đây phần con cánh gà. Gà em trao đến anh Hà Đăng Nội. Hà Nội ơi. Rồi chúc mừng hai bạn, như vậy là món cánh gà bắt buộc Đăng Nguyên phải lựa chọn. Không biết là bạn có tự tin với phần cánh gà này hay không? Với phần cánh gà này thì em có thể là nói tự tin, bởi vì là em rất là thích ăn cánh gà và em cũng có tìm hiểu qua cái cách sơ chế cũng như là cách chế biến và làm món này. Cảm ơn Nguyên, như vậy là tinh thần cũng lên rất cao. Còn với chàng trai này, liệu là anh ấy có tự làm khó mình hay không khi muốn vừa đậm chất miền Tây mà vừa là lạ nữa, quyết định chọn là heo rừng. Heo rừng nó khác với heo công nghiệp nhiều lắm nghe. Em sẽ thử thách mình với những cái món lạ với anh Dự, và em cũng nghĩ là món này anh Dự sẽ thích. Yeah, cảm ơn bạn rất nhiều. Dự từng ăn heo rừng rồi đó nghe. Yeah. Là cô có Dự nấu cho Dự ăn. Thôi cứ để ăn cái món của bạn xem là nó có nhiều điểm tương đồng hay không. Cái đó là nguyên liệu phụ của cô. Nhưng mà bây giờ nguyên liệu phụ của các bạn là gì chúng ta vẫn chưa biết, để có thể ráp thành một công thức, một cái bí kíp rõ rõ công để nấu ăn cho mình Dự. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với vòng tiếp theo. Tiếp sức thực phẩm.
Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ sẽ là phần tiếp sức thực phẩm ngôi sao ngày hôm nay, đó chính là Minh Dự. Minh Dự, bạn phải đoán ra cho bằng được qua phần gợi ý của người chơi đứng tại vị trí rất xa này. Họ sẽ sử dụng những lời nói, hình thể của mình gợi ý những đề bài với những đáp án đã có sẵn. Các bạn không được phạm quy là nói hay lặp lại những từ ghi trong đáp án. Chỉ có 60 giây đầu tiên để gợi ý thôi. 30 giây tiếp theo, Minh Dự tự tin với những đáp án nào, hãy chạy ngay về khu vực tạp hóa và lấy về những món ăn mà mình hợp lệ. Theo đúng luật chơi, người có quyền ưu tiên giành lấy phần ưu thế là chọn món nguyên liệu chính là bạn Gia Thành sẽ vào vị trí thi đầu tiên. Bạn Đăng Nguyên nhìn để rút kinh nghiệm nha. Ha, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì mà dùng để mà mình nấu gà mà mình có khoai tây? Gà rốt. Cái đó là cái nguyên liệu nấu. Thường gà là người ta nấu cái gì ở trong tiệc cưới, đám giỗ, đám thôi nôi? Cà ri, lagu. Cà ghi, đúng rồi, cà ghi. Gây. À, cái gì mà ăn người ta ghen lên thơm mà ăn rất là ngon? Tỏi. Không phải. À, đậu phộng. Gây. Tiếp. À, một cái nấm mà nó có tên một cái... Rồi, Phạm Quy, một chữ nấm. Bỏ cho qua luôn đi. Trời, con này khó ha. À, nước gì mà nó... Rồi lại dính chữ nước rồi. Hết giờ, 60 giây và bây giờ 30 giây. Nhớ lại những gì mình đã đoán đúng nha Minh Dự. Đã có hai món ăn mà bạn Gia Thành đã phạm quy, thật là đáng tiếc. Trong khi hai món đó là khá là dễ. Rồi tự nhiên quên bén đi luôn á. Quên bén đi trên bắn luôn á. Xong rồi, lấy ạ. Rồi, xin mời bạn. Rất tốt. Như vậy là kết thúc 90 giây, chúng ta có nhiều ghê á. Sao 5 món mà đem về có 2 món? Tại bạn rung quá, bạn rối, bạn nói luôn cái từ đáp án. Tại nhan sắc của em đó Dự. Nhìn em mà bối rối luôn á hả? Đẹp, quyến rũ quá, người ta quên luôn đó. Và bây giờ chúng ta kiểm tra lại đáp án nào. Đầu tiên, bột cà ri. Mà hình như Dự chỉ nói có cà ri không mà không có chữ bột thì phải. Thiếu mất chữ bột rồi. Nên bột cà ri này không hợp lệ. Tiếp theo nào. Đậu phộng là chính xác luôn. Rang đậu phộng. Tiếp theo, nấm mèo, Phạm Quy chữ nấm. Tiếp tục, dầu điều, khó quá cho qua. Tiếp tục, nước gốc dừa, Phạm Quy chữ nước. Minh Dự, bạn là nghệ sĩ thần tượng, chiếm được kỷ lục của chương trình. Chỉ có một món hợp lệ mà thôi. Tuyệt vời, xuất sắc. Ủa? Kỷ lục. Quá gì mà kỳ cục quá đi. Cái chương trình người ta quy định là thích món nào lấy món đó, không giới hạn thời gian. Anh tự đặt ra 60 giây, tự đặt 30 giây chia đôi. Tự đặt phải có đúng chữ này nọ. Xin mời bạn hãy lên YouTube subscribe kênh của Khẩu Vị Ngôi Sao và tiếp tục theo dõi chương trình nhé. Vậy bây giờ cho em đúng hết đi. Cho đúng hết nhưng mà vẫn phải chịu hình phạt nha. Tính một món thôi. Ok, tính một món hợp lại. Rồi xin mời Đăng Nguyên. Nè, coi bạn trai Hà Nội nè. Thế nào là cũng không được món nào hết. Là em kỷ lục luôn á. Nhưng mà ráng nha, suy nghĩ ngôn từ, rút kinh nghiệm bạn trước nha. Anh yên tâm đi, bởi vì cha Hà Nội thường họ không muốn thể hiện ra ngoài. Cái gì cũng ở bên trong, thế nên là hãy chờ xem. Dự tin là mình có thần giao cách cảm, mình sinh ra hai trái tim mình dành cho nhau. Không hẹn hò gì với nhau mà tìm hiểu nhau dữ vậy. Dự xin lỗi. Facebook là thôi, đâu có nói được là Trần Minh Dự. Rồi xong, cảm ơn bạn đã nói. Mắc công bà biết nhà em quận tư nữa. Thính rớp đợp. Chú Bi, 3, 2, 1 bắt đầu. Cái gì, trái gì ăn cay, rất là cay ạ. Giỏi, thông minh quá. Rau gì dùng để trang trí hoặc là mình ăn kèm với đồ ăn? Salad. Hay quá, tiếp tục. Trái gì dài dài tròn tròn? Tròn tròn. Màu xanh luôn. Là trái dưa leo. Yes. Mình thường ăn xúc xích, mình chấm với cái gì? Tương ớt. Yes. Trái gì tròn màu đỏ? Cà chua. Yes. Trời, xuất sắc. Xong luôn hả? Đi lấy đồ đi, lấy đồ đi. Nó nghe là nhớ nhưng mà quên hết rồi. Nhớ đi cưng, giỏi quá ta. Lẹ đi cưng. Từ từ anh ơi à. Đi chợ mà lâu quá à, có 30 giây để đi chợ thôi đó. Cố lên Dự, lẹ lên. Đó. 90 giây đã hết, có kinh nghiệm hơn rồi đó. Kiểm tra đáp án nha, xin mời đáp án. Ớt, chính xác. Tiếp theo, xà lách, cỏ lường. Tiếp tục, dưa leo, hoàn hảo. Và bây giờ là thường ớt, cũng có luôn. Cuối cùng là cà chua, chúc mừng bạn. Yeah nè, đó. Yes. Lần đầu tiên đã có một nghệ sĩ đoán đúng cả 5 món và đem về 5 món hợp lệ. Chúc mừng Đăng Nguyên, bạn không thiếu món nào hết. Nhưng dường như đâu đây có một mùi thiên vị. Tôi muốn có sự công tâm đến từ Minh Dự. Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm với phần thiếu, 4 món thiếu của bạn Gia Thành. Bây giờ với 4 món thiếu đó, Dự bù đắp quãng đời còn lại được không? Trời ơi, nữa hả? Quãng đời còn lại chỉ gì? 4 món đó sao? Rẻ vậy thôi. Em thấy bạn không có thiếu gì hết, chỉ thiếu em thôi. Không, chỉ là thiếu điều kiện để nấu ăn nữa em.
Vậy bây giờ sao? Chứ bây giờ vậy lẽ là giờ món thịt heo rừng trộn chung với đậu phộng ăn ra món gì trời. Hãy chờ đón xem hình phạt dành cho Minh Dự là như thế nào. Xin mời quý vị đến với vòng tiếp theo, chinh phục khẩu vị ngôi sao. Rồi, bây giờ đầu tiên là mình sẽ về miền Tây, mình ăn cái kem chuối mà nó ép dẻo, ép... Hiểu. Mình phải dùng mặt, em cán làm sao cho anh được 4 trái chuối ra, nó ép dẻo, chẹp luôn đó hả? Luôn nè. Trời ơi, ác với em quá trời. 4 trái, 2 phút. Chịu 4 trái 2 phút, ok. Ok nha. Được. Mà khoan đã, chưa từ từ đến giới thiệu sản phẩm nữa. Cái thưa quý vị, vừa rồi thì nghệ sĩ Minh Dự đã ra mắt một cuốn sách và đọc tập thơ, một tản văn rất là thành công với sự đón nhận của rất nhiều nghệ sĩ. Cái khán giả thì có người biết, người chưa biết. Nên bây giờ giới thiệu qua sóng truyền hình luôn nè. Dạ, trên sóng truyền hình thì em cũng xin vài phút quảng cáo cho riêng mình. Đó là quyển sách thơ và tản văn Hay Chúng Mình Đừng Hứa Hẹn Gì Nhau. Đó là tâm huyết của Minh Dự. Dạ. Minh Dự vừa cán chuối mà vừa đọc thơ nghe. Kỳ vậy? Ờ, vậy mới hấp dẫn. Sẵn sàng nha. Chuẩn bị, 2, 3, bắt đầu. Đọc thơ đi. Ừ. Đọc. Ừ. Đọc. Thơ đâu? Ừ. Thơ. Trời ơi, anh làm nát mấy cái chuối ta luôn rồi. Không tính. Chuối này không tính. Được. Chuối này bị đứt rồi. Không tính, lấy chai khác. Trời ơi, khổ quá trời ơi. Lấy chai khác. Khổ quá. Thơ đâu? Thơ cái gì cũng thơ. Thơ lẹ lên, đọc thơ đi. Ừ. Không có ăn chuối à? Đọc thơ. Lặng lẽ cười những bệnh vặt tuổi già. Thơ, thơ, thơ. Đó. Chưa đâu á. Được. Cái gì nhìn như cái bánh trung thu vậy? Đọc thơ. Lặng lẽ cười những bệnh vặt tuổi già. Cậu cũ mà. Ủa? Không mới. Quá được, quá nửa đời người thỏa sức chơi rong. Nâng bát cháo rung rung. Vài bước chân mà lưng còng đẫm ướt. Hai kẻ xế chiều hoàn thành ván cược. Đi với người thương đâu cũng là nhà. Hay quá. Tiếp, 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 tiếp. À, lặng lẽ cười những bệnh vặt tuổi già. Đản trí lắm lời, uống nước hay rơi, lùa cơm cũng vãi. Thay kệ, sống bao lâu để phiền nhau được mãi, đời bao dài để sải bước với người thương. Hay quá. Uống gói tổn thương nhận danh người yêu cũ. Nữa nữa, hay quá à. Cuốn sách nhiều lắm quên rồi. Thấy chưa, tác giả còn nhớ, sao khán giả nhớ. Em phải thế nào để làm bạn của anh? Ừ. À, khi trái tim em đâu hiền lành như em nghĩ, đâu được anh yêu mà cứ hoài ích kỷ. Có cần lên Google search lại không? Google không có đâu. Không quên bản nguyện. Có những người lòng dạ rất bao dung. Ừ. Trích một phần thanh xuân dùng để thương người lạ. Hay quá. Nhận về số không cũng đâu thèm mặc cả. Tự huyễn hoặc thêm rồi sung sướng đến lạ lùng. Dữ thiệt. Có những người lòng dạ rất bao dung. Nếu có bao dung thì đừng bắt người ta ép chuối. Ủa, có luôn. Bắt người ép chuối hết lần này đến lần khác. Ủa. Hoàng rapper là một người độc ác. Có đâu. Trong khi Minh Dự là người gắn mát yêu thương. Ôi, gắn mát yêu thương. Là đọc quá chuối chưa xẹp. Ây da. Ây da. Ây da. Cố lên. Ừ. Trời thơ mà ây da không vậy. Ừ. Thôi vậy đi. Đẹp. Xuất sắc. Rồi, chúc mừng Minh Dự. Vỗ tay. Không ngờ một nghệ sĩ như em có khả năng ép chuối mà làm thơ như vậy. Như vậy với 4 cái chuối này, 4 nguyên liệu phụ đã thuộc về Gia Thành. Chúc mừng bạn. Nào, chạy về lấy nguyên liệu phụ, đưa người ta đi. Trời đất ơi, anh phải lần mình đi lấy chứ. Nấm mèo, bột cà ri, dầu điều và nước cốt dừa đã sẵn sàng rồi. Như vậy là công thức cũng đã đầy đủ ở phía Gia Thành. Còn với Đăng Nguyên, bạn cũng đã sẵn sàng với những nguyên liệu của mình rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì Minh Dự ơi, trả lại không gian nấu nướng dành cho hai bạn. Chờ đợi xem lát nữa siêu phẩm sẽ ra sao với hai món ăn này. Đi. Rất hấp dẫn. Em đặt tên của món ăn mình là gì Đăng Nguyên? Món ăn này của em còn tên là cánh gà sốt với tương ớt. Còn bên mình là gì Gia Thành ha? Dạ, cái món của mình là heo rừng xào lăn ăn với bánh mì. Quá dữ. Em sẽ nấu cái món kia là cái món em qua tặng kèm. Qua tặng kèm cho anh Minh Dự. Ghê 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 ghê. Trời ơi, có khuyến mãi nữa trời. Dạ, đây là món khoai lang xốp mè cay.
giải đáp thực tế hiện tại, đói được ăn là chọn bên này. Ừ, nhưng mà bên đây có phần quà tinh thần nè. Em biết hát không? À, dạ có. Hát mời tặng ảnh liền. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, anh đã biết tim mình đánh rơi rồi. Yeah, rất ấn tượng với hai phần quà tặng kèm của hai bạn dành cho Minh Dự ngày hôm nay. Nói vậy xin mời hai bạn di chuyển đến chiếc ghế đằng kia để chia sẻ nhiều cảm xúc hơn nữa. Xin mời. Và bây giờ thì hai món này Minh Dự muốn thưởng thức món nào trước? Đứng bên này thử món này trước. Và bây giờ chúng ta hãy trải nghiệm với cái cảm giác của món cánh gà sốt tương ớt. Cảm giác nó sao? Cây là hơi the the nha. Có độ chua ngọt nữa. Có chua ngọt? Kỳ vậy ta. Gia vị của cái này nằm chính là ở trong bên cái nước sốt. Ở trong nước sốt thì em có thêm các gia vị, ví dụ như là đường, một chút chua nữa của chanh và tỏi ớt là nguyên liệu chính, cùng với kèm với tương ớt. Thế nên là ăn thì sẽ có cảm giác như là chua chua ngọt ngọt. Lắm anh thử đi. Nè, ăn ớt đi anh. Tỏi, phần sốt ăn nhiều hay ăn ít thì nó không có bị cái cảm giác là bị cay xé hay là bị bạc mặn quá. Ngon lắm. Được rồi anh, để bụng ăn món này nữa. Thôi giật. Đó, bánh mì ha. Mình chấm cho anh chấm miếng ấy. Quan trọng nhất là cái nước sốt của cái phần xào lăn nè. Lần đầu tiên Hoàng được thưởng thức món heo rừng á. Rất là dậy mùi, thơm quá. Có phải là ăn nhiều nhiều mới cảm nhận được nhiều, kiếm chỗ chê chứ. Ta ăn miếng ta biết là ngon hay dở, ăn hết dĩa luôn đi. Làm sao bạn tạo được cái nước sốt vàng thần thánh này? Dạ, em kết hợp với dầu điều, với lại trong đó có nấm mèo. Và cộng thêm bên cạnh đó thì mình cho luôn nước cốt dừa. Cái điểm mà ngon nhất trong cái món này là nó cần phải có nước cốt dừa. Cho nên nó mới sánh sánh lại khi cái món mình nó xào lên nó mới thơm, mà nó có cái độ béo vừa phải chứ không phải là béo để cho mình mập. Rồi, anh thì không có bị khó, em mới khó. Em khó quá. Giờ em quyết định đi. Đừng dồn tôi vô thế này, chứ không biết nữa. Em chiều chuộng và ưu tiên cái sự thực tế. Rồi món nào thắng? Heo rừng xào lăn. Wow, quyết định. Như vậy là món heo rừng xào lăn của Gia Thành đã giành chiến thắng. Chúc mừng bạn. Và vì nhìn hôm nay đó chính là Đăng Nguyên, cũng chúc mừng bạn luôn. Yeah, tuyệt vời. Cả hai món ăn rất là xuất sắc. À, em cảm ơn ạ. Ủa? Ê khoan. Không, giật nha. Không có tính ra tính xác vậy nghe. Đó, của bạn này. Heo rừng xào lăn. Chúc mừng Gia Thành, bạn đã rất xứng đáng với phần quà trị giá 5 triệu đồng với món ăn mà kèm theo một món quà tặng kèm nữa. Và cảm xúc như thế nào ạ? Em cảm thấy rất là vui. Đến đây em không hẳn là giành giải với các bạn cùng chơi, nhưng mà em đến đây là em rất là thích vì em được gặp anh Minh Dự ở ngoài. Trời đất ơi, này hạnh phúc 1, tôi hạnh phúc 10 luôn hết trời. Mới chỉ có người nấu ăn cả đời vì sướng biết mấy. Chắc là những người trong nhà cũng như là người yêu sau này sẽ rất là hạnh phúc với bạn này đây, đúng không? Trời ơi, sao nó câu nói nó rưng rưng dữ vậy vậy? Sau này chứ giờ em còn độc thân. Trời ơi! Anh Dự nói vậy là em giận rồi. Sao vậy? Sao anh Dự nói là giá như mà có người nấu ăn hàng ngày, thế sao em nấu ăn hàng ngày anh không chọn em? Em yên tâm đi Nguyên à. Anh tin chắc chắn là cái tập thơ tiếp theo của Dự sẽ mang tên là anh ấy đã giữ đúng lời thề. Đó, bây giờ giải nhất có rồi, giải nhì là cái gì? Một nụ hôn nồng cháy của khách mời. Là tôi. Đúng. Nào ôm nhau cái nồng thấm nào. Đó. Giờ em muốn chia sẻ gì nào? Em xem hài của anh Dự rất là nhiều và rất là thích anh với cái biệt danh là Thánh Chửi. Nên hôm nay được đứng trước anh và tất cả mọi người đây nấu món ăn mình yêu thích và cũng gửi tặng đến cho anh. Và được những cái lời khen thì Nguyên rất là vui. Cảm ơn hai bạn rất nhiều và cảm ơn Minh Dự ngày hôm nay không có cơ hội nào để chửi. Không có. Toàn nói lời ngon ngọt không à. Quá ngon đúng không nào? Và chúc cho Minh Dự sẽ mãi mãi thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Và kính thưa quý vị, chương trình Khẩu vị ngôi sao sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.